Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Việt Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì mình có làm một cái video nói về cái câu chuyện những cái nhân vật mà mượn cái câu chuyện của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa mới tổ chức để dẫn dắt vào cái sự kiện của Xô Nguyễn Phương Hằng. Khi mà cho rằng là Chủ tịch đã thôi chức rồi thì bà Nguyễn Phương Hằng hết hy vọng để được ăn xá hay đặc xá. Thì mình có làm để mà phản biện lại những cái thông tin này. Thì vô tình, có lẽ rằng là vô tình gọi đúng cái tên cúng cơm của chị Lan đó cả nhà. Tại vì mình nghe được là chị Lan ở nhà đó, ở quê người ta hay gọi chị Lan là con ác chứ không phải là con Lan. Cho nên là chị Lan đã điên và tức tối lên. Chị Lan cay cú lên và ngay lập tức đã viết một cái bài để gọi là chửi bới mình rất là thậm tệ của chú anh chị. Nói rằng là thằng Thanh Nguyên nó vu khống, nói chuyện không có dẫn chứng, không có bằng chứng cụ thể về những cái thông tin mà tôi đã đưa. Thì mình rất may những cái nội dung mình đưa về chị Lan đó thì mình đều có những cái đoạn video nè, cho đến là những cái tab cộng đồng mà Đinh Lan đã viết. Thậm chí là cái câu chuyện Đinh Lan gửi thư gửi đến gọi là văn phòng Chủ tịch nước thì mình cũng có chụp hình lại rất là đàng hoàng để có thể trình bày với chị Lan. Chứ không thôi để chị Lan chỉ chối, chị Lan nói chị vu khống chị này kia nọ nữa cả nhà. Ngoài cái câu chuyện mà gửi đến cầu cứu mà Chủ tịch nước đó thì Đinh Lan đó còn những cái câu chuyện gọi là còn ghê gớm hơn. Thậm chí là 3 lần phản tố bà Nguyễn Phương Hằng lên Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và buổi chiều ngày hôm nay đó thì Thanh Nguyên xin được dẫn chứng tất cả một cái sự việc rõ ràng cho chị Lan. Nếu chị Lan cần nữa thì mình cũng có thể gặp mặt luôn, đối chất tại công an quận Gò Vấp đi cho một lần cho nó rõ. Ủa, tố đi tố người ta mà gọi là không dám ra khỏi nhà, người ta muốn gặp mặt để đối chất thì cũng không dám. Ủa gì kỳ vậy, không lẽ núp trong nhà vu khống người ta tối ngày hả chị Lan ha? Quên nữa, bây giờ là mình xin phép gọi là chị S đi, là chị S chứ không phải là chị Lan nha cô chú anh chị. Clip ngày hôm nay thì mình nói đến chị S, liên quan đến cái câu chuyện mà cái độ lương lẹo và lặt mặt của chị Lan. Nếu như mà nói chuyện với chị S đó mà không có bằng chứng đó thì chị S chối quanh co những cái điều mà chị S nói, rồi những cái điều mà chị S đã viết bài, đã chửi người ta thì chị S chẳng bao giờ nhớ cả cô chú anh chị. Cái điều đầu tiên mà Thanh Nguyên xin được gửi đến quý vị cho chúng ta thấy được cái sự lương lẹo lật mặt của chị S rõ nhất là cái câu chuyện liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại. Chị S đã từng làm cái đơn gọi là bản tường trình gửi đến gọi là phòng BC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó vào ngày gọi là 20 tháng 3 năm 2023. Còn cái câu chuyện mà chị gửi đến Bộ trưởng Bộ Công an đó thì mình còn nhớ rất là rõ. Đó chính là ngày dường như là ngày 6 tháng 5 năm 2023 nha chị S. Chị nhớ kỹ nha. Mình còn gọi là chụp hình gọi chung là lưu video lại hết á. Cái điều đầu tiên đó chính là liên quan đến cái bản tường trình của chị S. Bởi vì là phía cơ quan chức năng đó, cái lúc mà đưa cái vụ án ra xét xử đó cả nhà, thì người ta có mời làm việc những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chung quanh cái câu chuyện mà cái sự yêu cầu bồi thường về dân sự đó. Thì chị S đã trình bày như thế này nha cả nhà. Chị S đăng trên tab cộng đồng của chị S nha. Về bản tường trình về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện đó, thì chị S đã kính gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Đinh Thị S, sinh vào ngày 2 tháng 5 năm 1976, số thẻ căn cước, rồi cho đến là nơi ở thì mình không đọc nha. Hôm nay tôi làm bản tường trình này thay cho việc đến làm việc lúc 9 giờ sáng ngày mai là ngày 20 tháng 3 2023. Tôi không đến được nhưng tôi đưa bản tường trình này cho mẹ tôi nộp cho đồng chí Lê Trung Thắng, điều tra viên đội 3 BC01. Tôi Đinh Thị S không yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Tôi chỉ đề nghị khởi tố đồng phạm đối với 46 YouTuber đã thực hành theo bị can Nguyễn Phương Hằng để vu khống làm nhục tôi là Đinh Thị S trên mạng xã hội
các chủ kênh như sau. Thì các chủ kênh thì chúng ta vô cùng quen thuộc rồi, cái tên rất là quen thuộc thì chúng ta nghe rất là rõ. Cái bản tường trình, nói chung là Đinh Lan tường trình cho rằng là mình chỉ vào cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng đó, liên quan đến câu chuyện của cố nghệ sĩ gọi là Phi Nhung. Với mình không có phản biện, không có vinh vực cái anh Lan Băm, và có gọi rằng là ký tên thì sơ thôi, chúng ta nghe rất là rõ là không yêu cầu bồi thường thiệt hại ha. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Trong bản tường trình này là chị S đăng lên tắt cộng đồng đó cả nhà. Đăng lên tắt cộng đồng trước cái ngày mà gửi cái bản này, dường như là ngày 19 tháng 3 đó. Tại vì cái ngày mà gửi cái bản này là ngày 20 tháng 3 ha. Thì đã đưa cho mẹ Lan để mà của mẹ của chị S đã đi lên để thay chị S khi mà người ta mời, người ta triệu tập. Trước đó cũng đã có triệu tập chị S rồi, nhưng mà chị S không đi. Thậm chí chị S nói là giờ tôi không đi, tôi thích tôi đi. Tôi không thích, tôi không đi, ai làm gì tôi. Triệu tập cũng vậy thôi. Đối với chị S là nó không có ý nghĩa gì đối với chị S cả, cô chú anh chị. Nghe cái tên là thấy uy tín rồi đó, cô chú anh chị ha. Thì cuối cùng thì khi mà cái ngày mà ra xét xử đó, thì luật sư của chị S đã gọi là đòi đề nghị là số tiền 2 tỷ mấy, 2 tỷ 7 đó cả nhà, gần 2 tỷ 7. Cho đến ngày hôm nay thì cái số tiền nó lại lên tới 3 tỷ rồi. Nhưng mà cái bản tường trình đầu tiên thì đăng lên mạng, nói rằng là tôi không yêu cầu bồi thường, tôi không cần gì hết trơn á, là khởi tố YouTuber là được rồi. Và ngày hôm nay thì ra luôn cái điều kiện với cơ quan chức năng luôn. Ra luôn điều kiện với công an thành phố Hồ Chí Minh. Mấy ông bây giờ nếu không khởi tố thì phải yêu cầu bồi thường cho tôi là 3 tỷ. Hoặc là tôi không cần 3 tỷ là phải khởi tố mấy YouTuber. Đâu ra câu chuyện đó, cái quyền lợi của chị về cái vấn đề thiệt hại trong câu chuyện của gọi là bà Nguyễn Phương Hằng. Thì cơ quan chức năng người ta xem xét là 18 triệu đó. Chị có đồng ý thì không đồng ý thì kháng cáo chung quanh cái vấn đề đó thôi. Còn cái câu chuyện người ta điều tra xem xét có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay không, cái đó là cái việc của cơ quan chức năng, chứ không phải là chị yêu cầu. Còn cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là chị Lan đó tiếp tục dẫn chứng ha, dẫn chứng cái đơn phản tố của chị S gửi đến gọi là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, không phải là một lần duy nhất nha, 3 lần nha cô chú anh chị. Chính chị S, miệng chị S nói. Chúng ta thấy là cái điều đầu tiên là cái đơn gọi là đơn tường trình về cái vấn đề bồi thường thiệt hại rồi đó, thấy là cái sự lật ngặt quá rõ rồi đó ha. Cho đến giờ là đòi đến 3 tỷ lận, mặc dù trước đó nói rằng nó không yêu cầu bồi thường gì đâu. Rồi Lan đâu cần, chị S đâu cần tiền đâu, tôi S nè mà cần tiền hả? Không cần tiền. Cuối cùng lòi ra đến ngàn 3 tỷ. Cười. Bây giờ cái đơn phản tố của chị S gửi đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm 3 lần. Đây là lần thứ 3 tôi gửi đơn đến các ông, nhưng là người dân tôi tuân thủ gọi là pháp luật nên tôi vẫn gửi đơn đi các nơi để mong tìm lại sự công bằng cho chính mình và người thân của mình. Tôi xác định tư tưởng sẵn sàng đương đầu với bất cứ thế lực nào muốn bịt miệng tôi, không đi kiện họ. Ghê gớm không? Tôi có dặn với mẹ tôi rằng nếu con bị bắt đi, tuyệt đối mẹ cùng gia đình mình không được đến công an thành phố Hồ Chí Minh đòi người, kẻo dính tội bao một giống như vụ Tỉnh Thất Bồng Lai nha mẹ. Cái đơn này, đơn phản tố gửi cho Bộ trưởng, mà mình thấy cái giống như là cái đơn gọi là đơn gì nó ghê gớm lắm. Mới vô đầu thôi là chúng ta thấy rằng là tôi sẵn sàng đương đầu, cái kiểu như là nghe là thôi là chúng ta thấy sợ ha cả nhà ha. Mới nghe vô đầu thôi mà thấy nó sợ rồi đó. Tất cả bằng chứng quay clip mẹ giữ giùm cho con, và cứ làm đơn kêu cứu chứ đừng lên mạng tuyên truyền là vi phạm pháp luật đó. Lan dặn mẹ đừng lên mạng, nhưng mà tối ngày Đinh Lan đưa mẹ lên mạng không à, ra tò Đinh Lan cũng đưa lên mạng, rồi cho đến là bệnh Đinh Lan cũng đưa lên mạng. Đinh Lan dặn mẹ đừng đưa, để con đưa thôi, mình con làm hết nha. Mẹ cứ xem như con đi kháng chiến chống giặc đi mẹ, dẫu hy sinh lội ra những sai phạm của tất cả bọn chúng con cũng cam lòng. Mẹ tôi năm nay 76 tuổi, bà cũng kiên cường lắm, bà sẽ ra tận trung ương để làm rõ vụ án ngày 9 tháng 2 2022, thương tật cho chị của tôi là Đinh Thị Chiên, yêu cầu cục giám định hình sự giám định giọng nói trong clip và Võ Minh Điền livestream
có đúng là giọng của đại tá Lê Hoài Phong, nguyên trưởng công an quận Gò Vấp, nay chuyển chỗ cao cấp hơn là trưởng công an quận Tân Bình hay không? Tại quận Gò Vấp, lúc đại tá Lê Hoài Phong làm trưởng quận, xảy ra hai vụ án liên quan đến tôi là vụ Mai Xuân Cường và Đinh Thị Ác ngày 23 tháng 7 2021 xảy ra tại quận Gò Vấp do Nguyễn Phương Hằng tố cáo, và vụ án tấn công Đinh Thị Ác nhưng tấn công nhầm bà Đinh Thị Chiên, thương tật 20%. Tôi có đầy đủ bằng chứng các clip về vụ án ngày 9 tháng 2 có giọng nói rất giống với bà Nguyễn Phương Hằng gọi cho Trần Hoàng Ngoan, em của gọi là Võ Minh Điền. Nói chung là cái nội dung mà chúng ta thấy rằng là chị Ác cũng đã trình bày, chúng ta nghe rất là nhiều lần rồi, thì nó xung quanh cái câu chuyện mà chắc YouTuber đó, mà về phía cơ quan chức năng họ cũng đang trong quá trình điều tra đó cả nhà. Hiện tại gọi bắp thì người ta cũng đang điều tra lại, nhưng Bình Lan gọi là cho rằng là có liên quan gì đến câu chuyện mà đại tá Lê Hoài Phong trưởng công an của Gò Vấp vậy đó. Nói chung là cái về cái vấn đề này thì người ta đang trong cái quá trình điều tra lại, họ cũng đang xử lý chứ đâu phải là không xử lý cho chị Lan đâu đó. Mà chị Lan chị ép đó cả nhà, chị ép chị cứ như là nhảy đăng đẳng lên, rồi nào là gửi đến Bộ trưởng Bộ Công an, rồi những cái nội dung chị chụp hình cái giấy tờ mình đã gửi đến văn phòng Chủ tịch nước đó. Rất là nhiều thứ cô chú anh chị. Nhưng khi mà mình nói rằng Lan đã từng như vậy thì Lan chối. Sáng nay Lan mới chối nè, Lan kêu mình dẫn chứng, thì bây giờ Lan muốn dẫn chứng ha. Hẹn chị Lan tại đồn Gò Vấp đi, công an Gò Vấp, mình ra bên đó mình gặp mặt, mình nói chắc lần trước em đến rồi á, nhưng mà chị Lan không chịu thôi, không dám ra, mình không hiểu nguyên nhân gì luôn cả nhà. Đinh Lan tuyên bố ghê lắm, lợi nhà Đinh Lan sẽ tống đồ dơ vô mặt. Nhưng mà mình đâu có dám đến nhà chị Lan đâu, cũng chị ép đâu cả nhà. Lại đó bắt đầu chị đổ thừa, nói rằng là tấn công chị, rồi nói chung là chị điện công an, rồi lại nói này nói kia, nói chung mình phức tạp lắm. Bởi vì với chị ép đó, mình phải gọi là đề phòng mới được. Có cơ quan chức năng đó thì mình mới gọi là dám gặp chị ép. Chứ bình thường mà nếu như mà không có cơ quan chức năng, mình không dám gặp chị ép luôn đó, coi chú anh chị. Bởi vì chị ép nói chung là nhiều cái chiêu trò lắm. Cỡ anh Thịnh đó, gọi là người làm công đó, làm rồi sửa nhà các kiểu chị ép, mà còn bị chị ép đưa vô tù nữa mà. Rồi những cái nhân vật khác gọi là hợp tác với chị ép về vấn đề rượu nè, cũng bị chị ép gọi là đưa vô chồng nữa. Bây giờ mất hết tiền luôn. Thậm chí là chúng ta thấy rằng là cho đến giờ này, khi bà Hằng đó, bà đã nhận tội rồi, chấp nhận cái bức án luôn rồi, nhưng mà chị ép thì sao? Chị ép gọi là dẫn thì phải kháng cáo, phải thêm tội danh, phải ở tù thêm, phải bồi thường. Rồi cho đến cái việc mà của anh Thịnh đó, chúng ta thấy là gia đình thì chị ép rất là đồng lòng, 74.500.000 một năm tù đối với anh Thịnh, nhưng mà chị ép không chịu, phải là gọi là thêm gọi là thêm tiền hơn 300.000.000, rồi cho đến là phải khởi tố thêm, bắt người này bắt người kia. Chúng ta thấy rằng đều đẩy người khác vào đường cùng hết cả nhà. Nói chung là lòng tham con người vô đáy, đẩy người khác vào đường cùng. Nhưng mà lên mạng thì chị ác nói chị ác lương thiện rồi nha, chị ác rất là hiền lành, hiền hậu, lương thiện lắm. Nhưng mà chúng ta thấy thì sao? Cái câu chuyện mà của Hàng Ni hay là Văn Sĩ đó, bà Nguyễn Phương Hằng thì sao? Bà Nguyễn Phương Hằng bắt không ra tòa luôn đó, bà không có gọi là yêu cầu rút bỏ hết tất cả bồi thường, bà không ra tòa luôn. Đó là một cái tình huống có lợi cho Hằng Ni hay không? Sẵn sàng bỏ qua luôn đó. Còn chị ép thì chúng ta thấy là hai cái thái cực quá khác xa, rõ rệt luôn. Người thì nói chung là được như là được 18 triệu nè, bảy mấy triệu nè, cũng muốn tham thêm. Cho người ta đã đi tù rồi, cũng muốn đẩy cho người ta, gọi là có nghĩa như là thấy người ta gọi là ngã ngựa rồi muốn đạp luôn đó cô chú anh chị, đạp luôn cho đi xa hơn luôn đó. Ghê không? Vậy mà nói là con người gọi là hiền hậu, gọi là thánh thiện lắm. Trời ơi, lên khóc y chang cái nạn nhân luôn cả nhà. Thì ngày hôm nay mình có dẫn chứng một số rồi, nếu mà chị gọi chị ép cần đó thì mình có thể gặp nhau tại công an quận Gò Vấp hay chị ép. Hẹn chị ép tại công an quận Gò Vấp luôn, coi chị ép có dám hay không thôi. Mình rất là mong muốn cái điều này đó. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại chị ép nha. Bye bye. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép được quảng cáo hai cái sản phẩm mà Thanh Quyền đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên.
xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha cô chú anh chị, bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750 ngàn, miễn phí ship. Còn đây, đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau, do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà. Đó chính là tôm sẻ, con hay gọi, người ta còn gọi là tôm lụi đó cả nhà. Nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì? Là con tôm nguyên con đó, mình sẽ ra mình phơi khô, rồi trong đó có ốp một chút tiêu, một chút ớt để tăng thêm cái hương vị. Đây là một bịch nửa ký nha cả nhà, một bịch nửa ký, nửa ký là 800 ngàn, một ký là 1,6 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Nguyên qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Đây là mặt ong rừng nguyên chất nha. Đây đó chính là tôm lụi, tôm sẻ. Xin mời tất cả cô chú anh chị chốt đơn.